Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 4 tỷ token có ký hiệu là Rewindat. Thì để tham gia nhóm này, các bạn click vào link mô tả dưới video bên tôi đang start chatbot nè. Rồi, con này 4 tỷ Rewindat. Chương trình để góp này nó sẽ phân phối vào ngày 24 tháng 7 hả bạn? Sunly là tháng 7 hả ta? Rồi, các bạn bấm sau này góp nè bạn. Tháng 7, tháng 8 gì cũng được. Rồi, các bạn chọn 5 ý, các bạn đưa qua website các bạn. VT. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn chọn kênh group nè. Nhiệm vụ khá là đơn giản, bắt đắp lên các bạn. Chọn tiếp kênh seller nè. Rồi, website kết đít. Rồi, còn bắt đắp lại follow tại Twitter và retweet bot nè. Xin chào Twitter các bạn theo dõi nha các bạn like nè, các bạn tự quyết lên nè. Rồi, các bạn bắt đắp lên nè. Các bạn bấm submit tên các bạn. Tiếp tục các bạn điền là username Telegram bằng nó son xào ai gấp nè. Tiếp tục mình gọi đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào mũ sơ nè. Cho bà cùng nhấp vào chia sẻ nè. Nhấp sao xe sao chép bên cách nè các bạn. Tiếp tục gửi địa chỉ với Mimi xe máy trên Best 20 trên dưới chocolate mình. Tiếp tục bấm 3 lên CDC tôi cần mà kiếm được nè các bạn. Ok, mình đã nhận được 4 tỷ tôi cần Rewindat. Bấm cái link lấy những kép chia sẻ trong bè những người thân để kiếm tôi cần nha các bạn. Thì video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia trên góp nhận 4 tỷ tôi cần Rewindat nên kết thúc. Mình chào biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.